là một trong những laptop 14 inch nhẹ nhất thế giới với cân nặng 1,3 kg, độ dày 16,9 mm, thì sự mỏng nhẹ của MSI Model 14 không bao giờ phải bàn. Vậy thì ngoài mỏng nhẹ ra thì phiên bản năm 2021 này sẽ có gì thay đổi và mang lại những gì thì cùng mình vào video nhé. Dòng sản phẩm này của MSI hướng đến đối tượng chủ yếu sẽ là học sinh, sinh viên, dân văn phòng cần sự linh hoạt, phải di chuyển và làm việc ở bên ngoài với laptop nhiều. Thế nên là hiện đại, trẻ trung và tối giản vẫn được MSI duy trì thiết kế giống như những phiên bản trước đây. Bề mặt máy thì được bao phủ duy nhất một màu xanh đen. Chất liệu máy thì sẽ được làm bằng hợp kim nhôm. Tuy mỏng nhẹ thế nhưng mà chất lượng hoàn thiện của MSI trên dòng máy này thì luôn chắc chắn. Khi các bạn rung lắc màn hình hay là ấn mạnh vào phần bàn phím này thì rất ít khi có hiện tượng flex xảy ra. Để phục vụ mục đích học tập thì chắc chắn là các bạn sẽ phải gõ văn bản khá là nhiều. Thế nên là MSI sẽ trang bị bàn lề dạng nâng cho một góc đánh máy rất là thoải mái. Phần bàn lề này thì các bạn có thể mở được bằng một tay và phần bàn lề này thì mở ra được là một góc 180 độ. Rất là phù hợp với các cuộc học nhóm hay là để trao đổi thông tin với cả người đối diện. Màn hình thì cũng vẫn giống như những phiên bản trước đó thì sẽ là màn hình 14 inch Full HD tấm nền IPS, tần số quét là 60Hz và 45% NTSC. Ba cạnh viền mỏng thì sẽ cho các bạn góc nhìn rộng hơn này, khả năng quan sát tối ưu hơn. Ở cạnh trên của máy thì vẫn sẽ được trang bị webcam độ phân giải HD chất lượng đủ tốt để các bạn có thể thực hiện được các cuộc gọi video call. Sự nâng cấp thì đáng nói nhất ở trong phiên bản năm nay thì chính là về cấu hình. MSI Model 14 mình đang có ở đây thì sẽ được trang bị là Intel Core i5-1155G7 kết hợp với cả đồ họa NVIDIA MX450. Với việc trang bị đồ họa rời trên mỗi laptop văn phòng thì điều này sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho các bạn cần xử lý các tác vụ đồ họa nhưng sẽ là đồ họa cơ bản như là chỉnh ảnh hay là edit video ngắn, sẽ giảm tải gánh nặng cho CPU so với các dòng GPU tích hợp. Thêm vào đó thì để phục vụ cho việc trình chiếu và thuyết trình thì đồ họa rời sẽ giúp hiển thị hình ảnh rõ nét hơn rất là nhiều. Phần bàn phím này thì bàn phím gõ khá là tốt, phím bấm được thiết kế màu đen thì làm nổi bật lên phần bàn phím này, layout rõ ràng thì các bạn sẽ không lo bấm nhầm. Thêm vào đó thì bàn phím này sẽ còn hỗ trợ LED nền cho các bạn có thể sử dụng được trong môi trường thiếu sáng và thay đổi được độ sáng thông qua phím F8 ở trên bàn phím này. Phần touchpad thì tracking tốt, mượt mà diện tích thì cũng là phù hợp vừa với máy. Khi ấn vào thì hiện tượng flex cũng hầu như là không có. Cổng kết nối thì sẽ đặt ở hai bên của máy thì sẽ bao gồm là hai cổng USB Type-A, một sắc audio combo, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C, thay thẻ micro SD và cổng nguồn. Vậy thì đối tượng nào sẽ phù hợp với chiếc máy này? Mình nghĩ sẽ là các bạn sinh viên đại học học về marketing, này kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc là luật. Nói chung là những ngành hay phải thuyết trình nhiều, này mở nhiều tab, nhiều file và cần sự mỏng nhẹ cơ động nhưng cũng phải hiện đại và thời trang nữa. Thì với mức giá hơn 22 triệu đồng, đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả nhé. Và các chương trình khuyến mại khác thì mọi người sẽ click vào để có thể biết được luôn. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.